Xin chào các bác đang theo dõi kênh của bên Nguyên Vũ Audio nha. Hôm nay thì em xin giới thiệu đến các bác một bộ dàn on bộ MG3 của thương hiệu Đài Loan này. Bộ này thì gồm có cấu hình đây là một con máy này và gồm hai loa hai bên này. Đấy, phiên bản này thì nó về theo loa của nó là dòng A5 các bác nhá. Đấy. Con này các bác có thể kết nối Smart TV này, điện thoại này, máy tính này. Đấy, có thể cắm thêm một con súp riêng này. Đấy, FM108 này, nói chung là vô sở tư luôn. Với công suất là 50, trở kháng là 6 ohm. Công suất máy là 55. Diện tích phòng sử dụng cho bộ này là tầm khoảng 25-30m các bác nhé, 25-30m đổ xuống. Đó. Hình thức thì nói chung là còn so với hàng bát nó còn rất là đẹp. Bát 13 các bác nhé, bát 13 màng carbon. Đó, tép dòng nó lụa rất là mềm. Đây, mặt nhôm phay đẹp tuyệt vời luôn. Các phím điều chỉnh ở đây là theo cái hàng này là mạng chrome hết. Có cả chế độ chỉnh bát tép trên máy các bác nhé. Đó, đây là bác nào nghe nhiều bát thì đây này. Cái chế độ này chế độ như kiểu tăng súp này. Bác nào cần phải trầm nhiều thì đưa về on, nghe ít trầm thì đưa về off. Đấy, nó sẽ thanh thanh. Còn em thích nghe nhiều trầm em đưa về on. Nhấn cái lựa sang bát, tăng giảm là tùy theo sở thích của mình. Tép cũng vậy. Bát 13 các bác nhé, bát 13. Chiều cao của vỏ là 27. Cao từ mặt trên xuống mặt đáy là 27 này. Rộng từ bên trái qua bên phải là 15.5 này. Sâu từ đằng trước đằng sau là 23.5 này. Sau đây mời các bác cùng em thưởng thức một đoạn chất âm nhé. Về chức năng thì em đã nói nhá, thì là con này thì CD MD thì em không bao chạy hai cái này nhá. Em chỉ bán là kết nối CD, kết nối TV này, điện thoại, máy tính, FM108 các kiểu nhá, chỉnh ba tép. Sau đây mời các bác thưởng thức một đoạn chất âm nhá. Đó là volume vô cực các bác nhá, volume vô cực này xoáy rất là đầm tay.
em thật các bác là quá phê luôn. Về mức giá thì bộ này nhá, đấy các bác chỉ cần bỏ ra là bao nhiêu? Có 2.350k thôi. 2.350k. Đấy là các bác sở hữu ngay một bộ MG3 này nhá. Đấy thì mọi thông tin đặt hàng alo cho em qua số 0966 594581 hoặc số 0979 891682 nhá. Vâng, xin chào các bác.